Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vương Đầu Quy. Ở video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để quay lại các thao tác làm việc trên màn hình máy tính sử dụng Win 10 mà các bạn không cần phải cài đặt thêm bất cứ một phần mềm quay phim màn hình nào. Đầu tiên, các bạn sẽ ấn tổ bấm phím là Windows G. Khi các bạn ấn tổ phím này lên thì nó sẽ hiển thị cho các bạn các giao diện này. Thì ở đây các bạn chỉ quan tâm đến cái phần này thôi này. Phần Capture này thôi. Đây. Đầu tiên đó là nút chụp ảnh, các bạn có thể sử dụng phím tắt này, cửa sổ cộng on cộng print này, chụp ảnh này. Đấy, mình đã vừa chụp ảnh màn hình, các bạn có thể xem này. Nó sẽ lưu vị trí lưu đây. Đây, mình vừa chụp ảnh màn hình đây. Tiếp theo cái xoay tròn này, đó là ghi lại màn hình ở 30 giây trước, có thể ấn tổ phím là Windows cộng on cộng G này. Thứ ba đó là cái chức năng chính mà chúng ta còn quan tâm, đó là quay màn hình này. Ở đây mình không mở cái tab làm việc nó lên nên nó sẽ không cho mình quay lại màn hình đấy. Cái cuối cùng là mic, đó là các bạn có thể sử dụng mic hoặc là tắt đi này. Đây, tắt đi. Bây giờ mình sẽ mở một cái tab nào lên để quay lại màn hình nhá. Đây. Mình sẽ mở tab này. Đây. Khi mà mình mở cái tab lên nó sẽ cho mình quay lại màn hình này. Các bạn muốn bấm quay màn hình thì các bạn sẽ chọn vào đây. Đấy, các bạn bấm này, đây. Đấy. Khi bạn mà chọn bấm quay phim màn hình nó sẽ hiển thị cho các bạn một cái mục, đó là hiển thị cái số giây của các bạn. Đấy. Sau khi các bạn mà đã thao tác xong ở trên máy tính rồi, các bạn đã ghi xong các thao tác rồi, các bạn muốn dừng lại cái quay màn hình này thì các bạn sẽ bấm vào cái stop recording này, cái biểu tượng hình tròn màu xanh này ở giữa có cái ô vuông này, đấy. Các bạn sẽ bấm vào đây. Sau khi các bạn tắt đi thì các bạn sẽ lấy cái file mà các bạn vừa quay màn hình ở trong cái thư mục này nhá. Đây, các bạn có thể mở vào đây này. Rồi các bạn chọn đây. Đấy. Nó sẽ hiển thị cho các bạn cái file mà các bạn vừa quay màn hình đây. Đây là cái file mà mình vừa quay màn hình này. Đấy. Như vậy mình đã vừa chia sẻ cách để ghi lại các thao tác làm việc trên máy tính bằng Win 10. Các bạn thấy chia sẻ của mình hữu ích thì hãy like và subscribe ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.